Từ sớm, tại câu lạc bộ đọc sách thuộc chi đoàn khu phố 3, phường Đa Cao, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã đông đúc các bạn trẻ mang theo sách cũ đến để đổi lấy khẩu trang. Các loại sách các bạn mang đến đa dạng từ sách giáo khoa, sách tham khảo đến truyện tranh. Cứ trung bình 2 cuốn sách mang đến, mỗi người sẽ nhận được 3 khẩu trang y tế. Chính vì thế, hoạt động đã thu hút nhiều bạn yêu sách tham gia. Nhưng mà mình thấy hoạt động này khá là thiết thực, bởi vì là khi mình có sách mình mang đến đây đổi thì sẽ chia sẻ được kiến thức cho mọi người. Còn thứ hai nữa là mình sẽ đổi được khẩu trang thì sẽ bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình nhiều hơn. Mình mang sách giáo khoa và một số sách tham khảo như là tiếng Anh hoặc là sách khoa học tự nhiên, và mình đổi được 6 cái khẩu trang. Và mình mong hoạt động này sẽ hoạt động dài lâu, bởi vì là mình có thể đến đây trao đổi kiến thức nhiều hơn. Ý tưởng này là do ở nhà các bạn thiếu nhi á có đọc sách xong rồi để lại rồi bị cũ bị nát rồi dần bị quên lãng á, nên là em làm chương trình này để có thể cho các bạn mang sách tới đổi sách để bổ sung thêm cho tủ sách của câu lạc bộ đọc sách khu phố 3. Tặng lại khẩu trang á là do hiện tại dịch Covid đang bùng phát trở lại á, nên là muốn cho các bạn và người dân có ý thức hơn trong việc đeo khẩu trang ạ. Đến nay, câu lạc bộ đọc sách đã thu về khoảng 200 đến 300 quyển sách các loại và tặng khoảng 500 khẩu trang cho người đến đổi sách. Hoạt động đổi sách cũ lấy khẩu trang sẽ tiếp tục diễn ra cho đến ngày 15 tháng 10.